Trong bụi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư. Học câu hỷ xả đại từ, nêu gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Câu bát chánh ráng mài chạm già, tứ mục điều người khá hành y. Muôn thu thiên đình nhất kỳ, hạ ngôn sắc lệnh khai kỳ long hoa. Ráng vẹt phá sương mù trước mắt, chớ để cho quỷ dắt linh hồn. Lão đây vân lệnh Phật tôn, lạnh cân thưởng phạt chư môn dự lành. Khả chỉ tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba. Chợ trơn cho kịp long hoa, long hoa có mặt ấy là hiền nhân. Đền nợ thế nghĩa ơn trọn vẹn, lấy tinh thần hiệp vén ngút mây. Chớ nên bắt bẻ Phật Thầy, ngày sau phải chịu đọa đầy chớ than. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, xứ Hà Tiên linh hiện cơ quan. Nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra. Khuyên sanh chủng gần xa phân càng, dần nhân hoàng cho ràng ả đông. Chúng sanh phải tượng giống dòng, hiệp tâm hiệp trí cột đồng nhà nam. Phật chỉ dạy quy tam lập hội, dần cho rồi một còi thành ba. Chớ mong yên thự ẩm hà, mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẻ đừng chia. Cả kêu lớn nhỏ quầy về, trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân. Long hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Lôi âm dục khởi tiếng đờn, thức sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình vóc dậy chân. Nước kia lửa nọ tưng bần, thảm cho thế sự lẫy lần nàng tai. Thời cũng tài không ai tu niệm, cứ lặng lơ ngào biếm khoe khoang. Đến nay là bụi tai nạn, tam thiên lục bá khắp tràn hại dân. Đến thân giàu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng hoang. Tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập xóm làng còn chi. Khuyên sanh chúng ráng ghi mỗi đạo, lòng hằng lo ngay thảo nghe con. Tương dưa dự phần cho tròn, cuối niên thân giàu mất còn sẽ phân. Trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhìn đừng than. Đến nay gần bụi khoa tràng, minh quân xuất thế khắp tràng thạnh thơi. Đến thân giàu cơ trời thấy lộ, hết đau binh quy cổ diệt kim. Gia vô bể hộ im liềm, lập thành mối đào rõ điềm xưa kia. Thì dân chúng danh bia hậu thế, Phật thánh tiên kiềm chế lập thành. Diệt tà lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt nam thành sự phân. Trong tam giáo ân cần mở đạo, trường ngoại bang phục đảo như xưa. Phật tiên vận chuyển lọc lừa, chúng sanh ráng nhớ muối dưa hồi này. Trên cùng dưới xâm vầy một bụi, dần mười hai mây rủi mới hay. Làm cho rõ mặt râu mày, thượng nguồn hồi phục là ngày an cư. Cuối thân giàu y như thường cổ, thời nhân sanh hết khổ đến mây. Đế vương xuất thế là ngày, giàu thân bình trị trong ngoài âu ca. Phân chỉ đành gần xa để già, chớ đạo điên phải đọa phải xa. Nghĩ suy cho thấu mới là, một bầy hồng lạc nay đà thành thơi. Khuyên sanh chúng nhớ lời ta tỏ, trước cùng sau chỉ rõ mối đàn. Nhân sanh dự phận chớ than, minh vương xuất thế mới an dân lành. Gọi ơn trời độ khỏi sai lầm, xin giúp trí bền trí dục tâm. Hộ mạng thần Quan Âm trợ lực,
nguyện thân ý nhiệm xứng công thầm. Từ bi trời Phật độ quần sanh, cứu khỏi tai ương vàng sự lành. Đệ tử gọi nhuận ân đất cả, chung thân quyết chí dốc làm lành. Năm thìn bước tới thiệt là rồng, nanh gút vẫy vùng nổi lông đông. Chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, lo nội đổi đâu giống lạc hồng. Canh thìn bước tới hỡi dân ơi, thế giới đao binh ruột rã rời. Khốn nguy đa sự chào xuân mới, dân chúng hoàn cầu khó thành thơi. Phi phi bỗng xuất mặt huỳnh long, dụng lối bá nha réo lạc hồng. Chạnh cảm cha còn con chẳng biết, phải nhờ đạo đức mới tường thông. Phần ta thương chúng luống âu sầu, dân sự nào tường nẻo cao sâu. Bôn bắc tẩu nam cam khổ rối, nhưng vì bổn phận phải toan âu. Con người ngân hà mấy nhiêu hơi, đạo đức nhiệm màu chẳng có chơi. Lê la chậm bước đàn bùi gió, phải sớm lánh xa khỏi cuộc đời. Mạnh hổ đâu đua chỉ tan bồng, rạng mày nở mặt với non sông. Quân tử thánh nhân ghi nhược thủy, cơn buồn chấp bút chuyển huyền thông. Hòa Hảo ngày 28 tháng Chạp Kỷ Mão, chép theo bản chánh do Nguyễn Chi Diệp giữ. Phân tích các câu sấm như: cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, sứ Hà Tiên lên hiển cơ quan. Năm thìn bước tới thiệt là rồng, nanh gút vẫy vùng nổi lông đông. Chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, lo nội đối đâu giống lạc hồng. Thì chúng ta thấy là ở cái câu sấm này, cái cụm từ là năm thìn, rồi cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, nó đang rất là ứng nghiệm với cái thời buổi hiện nay. Đó, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, lo nội đối đâu giống lạc hồng. Thì cái tình hình là chiến tranh từ cả bên Nga và Ukraine cho đến Trung Đông là Israel, đó thì cũng đang ngày càng rất là khốc liệt. Cho đến bây giờ thì chưa thấy có cái dấu hiệu hạ nhiệt. Đó, vì vậy mà dân chúng rất là lầm than, thế giới cũng bị ảnh hưởng không kém phần. Kinh tế thì suy thoái, bệnh dịch, rồi thiên tai, bão lũ, động đất. Nói chung là nhiều thứ khiến cho đời sống lo nổi đói đau giống lạc hồng. Đời sống của nhân dân rất là cực khổ. Vì vậy mà chúng ta khi mà mình biết được những cái sấm giảng cũng như là những cái phân tích về cái thời cuộc để mình có thể chuẩn bị, cố gắng mà mình gấp mình tu hành. Nếu mà ai mình chưa có thể tu tâm sửa tánh được thì nay mình nên nhìn vào cái thời cuộc mà hãy cố gắng quay đầu sám hối khi còn kịp, chứ để đến cuối năm thì e là đã muộn rồi, có tính thì cũng không kịp nữa. Đó, mình cố gắng tu hành, tu tâm sửa tánh, ăn hiền ở lành, sám hối, nó làm được việc phước việc thiện nào trong khả năng của mình thì mình hãy cố gắng mình làm để tích trưởng phước đức. Đồng thời đó là mình cũng nên chuẩn bị về cái đời sống vật chất, tức là mình nên ở nhà mình nên thủ một ít gạo, một ít thuốc men và những cái nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là những cái gì mình có thể để được lâu đó thì mình nên thủ. Ví dụ gạo mình thủ, mình có thể sử dụng được trong vòng ít nhất là một tháng, một hai tháng chẳng hạn. Đó, để lỡ có một cái gì biến cố hay một cái biến động gì thì mình không đến mức đó là trong nhà không có gì để mà ăn, để mà dự trữ. Đó, và đặc biệt đó là những cái thuốc men, đó, những cái giúp mình tăng cái sức đề kháng. Hoặc là nếu người nhà, người thân mình nay đang có bệnh thì mình phải chuẩn bị sẵn những cái thuốc men đó. Bởi vì tình hình từ giờ sắp tới nó sẽ không có tươi sáng nha quý vị. Tình hình là nó sẽ như vậy, để mà bà con mình biết. Chứ bây giờ mà ai mà lên nói với quý vị đó là bây giờ là rất là thanh bình, đó, kinh tế đang rất là phát triển, thì mình hãy nên tự hiểu
Để liệu rằng cái điều người đó nói có đúng hay không. Hãy nhìn vào thực tế mà mình phân tích, cảm quan, cảm nhận cái chánh kiến của mình. Thế giới đao binh ruột rã rời thì mình thấy là cái chiến sự nó bắt đầu nhen nhúm từ những năm 2023. Đó. Rồi dần dần 2022, 2023. Rồi đến bây giờ là nó càng ngày nó càng gia tăng, chứ không có cái dấu hiệu nào thuyên giảm hết. Đó, chưa kể đó là ở tình hình ở Biển Đông đang cũng rất là gây cấn nữa. Thì trong câu sấm đã nói là canh thình bước tới hỡi dân ơi, thế giới đao binh ruột đã rời. Tức là Đức Thầy đã thấy trước được và muốn cảnh tỉnh người đời bằng những cái sự việc này. Ngài thấy trước những cái việc đau khổ để mà muốn cảnh tỉnh người đời, để họ thức tỉnh. Khi mà một con người á, người ta chỉ thay đổi khi người ta gặp một là những cái biến cố trong cuộc đời. Khi đó người ta tận cùng của sự đau khổ, khi không còn một cái điểm tựa nào về cái mặt vật chất, về cái sự hiện hữu không thể nào giúp họ được nữa, thì họ mới quay trở về với tâm linh, hoặc là họ mới ngồi để họ nghiệm lại, để họ nhìn lại. Đó, thì khi đó họ mới có thể thay đổi được bản thân. Còn khi mà họ vẫn sung sướng, vẫn đầy đủ hết tất cả, nó ý là cái cuộc sống gọi là tốt đẹp hết á, đều trơn tru theo ý hết á, thì kêu họ mà bây giờ mà kêu họ biết mà ăn chay, rồi biết niệm Phật, rồi biết tu tâm sửa tánh, nó khó lắm, họ không có chịu đâu. Đó, nên là Đức Ngài, Đức Thầy Ngài mới muốn hé lộ những cái cảnh khổ sắp tới đó, để mà muốn người dân hiểu được, để mà cố gắng thức tỉnh. Chứ thật ra thì cái câu mà chúng ta đều biết đó là thiên cơ bất khả lộ quá, thì nghe nhiều rồi. Nhưng mà đã đến cái thời kỳ cùng cuối rồi, e rằng nếu không lộ á, không lộ một chút ra nha, với những cái thiên cơ này chỉ là một chút thôi quý vị. Đó, e rằng không lộ á, thì dân chúng còn lại bao nhiêu nữa đâu. 10 phần theo sấm chặng trình hồi xưa nói tới mức này nè, 10 phần chết 7, 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thái bình. Tức là ví dụ như 100% người, tất cả người thế giới này là tính là 100% đúng không? Mất 70% rồi thì tưởng đâu là 30% còn lại là còn giữ được đúng không? Nhưng mà không, trong 30% đó tiếp tục sàng lọc tiếp, 20%, chỉ còn lại có 10% thôi. Đó, nhưng mà bởi vì vậy nên mà Đức Phật rồi Ngài Minh Vương cảm thấy đau xót quá, chịu không được, quá người nhiều sinh linh phải chết đi, chúng sanh phải chết quá nhiều nên không chịu được, mới dùng đủ mọi phương tiện, tức là sấm giảng rồi mượn khẩu rồi rao giảng tất cả, để mà hòng khuyên chúng sanh thức tỉnh, để mà dớt gác lại được cái tỷ số đó, để là mất 7 còn 3 thôi, chứ không tới là mất 2 còn 1. Đó, vì vậy là như vậy Ngài mới hé lộ, mới nói rõ trong đây luôn. Kính khi này chúng ta mới thấy câu mà canh thình bước tới hỡi dân ơi, là trong sấm giảng nó có đề cập đến cái năm của cái năm 2024 này nữa. Thế giới đao binh ruột đã rời, khốn nguy đa sự chào xuân mới. Thì mình biết đó là cuối năm thìn là chuẩn bị tới mùa xuân nói vậy. Thì khốn nguy đa sự, tức là mình biết cái xuân của sắp tới nè, cái xuân để mà bước sang 2025 đó là khốn nguy đa sự chào xuân mới. Chào cái xuân 2025 bằng những cái sự nguy khốn, bằng những cái sự đao binh. Đó, chứ không có phải là nhận còn được vui vẻ như những cái xuân ngày trước nữa. Dân chúng hoàn cầu khó thảnh thơi. Đó, thời buổi này mình chỉ có tu thôi quý vị. Mình ráng mình tu xong rồi mình gói gọn cái việc đời của mình lại thôi. Đó, để cái tâm mình làm sao á, mình làm sao cho cái tâm mình nó được thanh thản, và thân tâm mình nó được an lạc. Nó là như vậy thôi.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin chúc quý đạo hữu thân tâm thường an lạc, tu hành tinh tấn, mau thành Phật đạo. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.